mọi người, mọi người đã thử ăn món tteokbokki chưa nè? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa, mọi người hãy ra siêu thị mua liền một gói tteokbokki nha. Mà muốn món này ngon hơn thì mọi người đừng quên mua thêm một ít bắp cải, một ít giá, một ít hành tây. Bắp cải thì mình chỉ cần thái mỏng và rửa sạch thôi. Mọi người nhớ là thái mỏng thôi nha, tại vì xíu nữa mình sẽ ăn tái thôi đó. Còn hành tây thì trước tiên mình sẽ cho một ít đường vô nước nha. Cái này thì nó sẽ giảm độ hăng của hành tây á mọi người. Và mình sẽ thái hành tây và cho vô cái nước đường đó mình ngâm khoảng 10-15 phút nữa. Rồi phần giò dĩ nhiên mình sẽ cần rửa sạch nha mọi người. Để cái món này thêm phần đẹp mắt thì mình sẽ luộc thêm vài trái trứng để trang trí nha. Mà mọi người nhớ là chỉ luộc đồng đều thôi nha. Cái công đoạn sơ chế xong rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ unbox cái gói tteokbokki ra nha. Ở trong nó sẽ có gì nè. Đây là một gói người ta gọi là mochi á mọi người. Cái gói mà cái sợi nó bự bự màu trắng đó. Sau đó mình sẽ đem rửa sạch cái gói này. Chưa hết đâu, bên trong nó còn cái gói mì nè mọi người. Rồi mấy cái gói gia vị nữa. Tiếp theo là mình sẽ cho 500ml nước cho vô nồi để nấu. Và các bạn nhìn và làm theo mình nha. Đầu tiên mình sẽ cho gói mochi vô nè. Tiếp theo mình sẽ cho gói sốt ha. Trời ơi mọi người thấy không, cái gói sốt nó màu đỏ nhìn cay nhức nách luôn. Ở nhà mình còn vài miếng mực thì mình sẽ cho vô để ăn cho nó ngọt nước nè mọi người. Sau khi mà mình nấu được 4 đến 5 phút á, mình sẽ cho cái gói mì vô nha. Ui chuẩn bị được ăn rồi, trời ơi hấp dẫn quá. Ráng chờ một chút nữa nha, mình sẽ cho chút hành nè. Thêm một chút rau vô. Mình đảo lên, vậy là đã xong rồi. Chưa xong đâu mọi người ơi, mình sẽ cho thêm vài trái trứng lên nha. Trời ơi nhìn cái lòng đào ngon mê ly luôn. Không thể chờ được nữa, bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi mọi người ơi. Trời ơi ngon tuyệt vời, vừa ngọt ngọt cay cay. Team nào mà ăn cay thì rất là ghiền món này luôn. Mọi người thấy không, mình ăn cái đĩa mà ông chồng mình làm nguyên một cái chảo luôn. Mình nhìn ông ăn mà mình muốn ăn thêm đĩa nữa mọi người.